Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Là con gái, nhất định bạn phải biết cách làm trắng da toàn thân tự nhiên, thần tốc mà cực rẻ này. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình sở hữu làn da trắng sáng mịn màng để có thể tự tin tỏa sáng ở mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên bạn biết đấy, không phải ai cũng có được may mắn đó. Và nếu như bạn đang sở hữu nước da ngăm ngăm, bạn muốn cải thiện nhanh chóng màu da của mình, thì video này là dành cho bạn. Hôm nay kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn cách làm trắng da toàn thân tự nhiên. Rất dễ thực hiện, nhưng nó lại có khả năng giúp da của bạn lên tông rất nhanh. Và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị như sau. Trước tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 đến 2 lá nha đam. Ở phương pháp này chúng ta làm trắng da toàn thân nên tốt nhất các bạn nên chuẩn bị khoảng 2 lá. Với nha đam thì bạn nên chọn lá bánh tẻ, tức là không quá non và cũng không quá già. Nguyên liệu thứ hai là một quả chanh tươi. Một ít bột yến mạch. Bột yến mạch này các bạn có thể mua được ở các cái quầy tạp hóa trên toàn quốc hoặc trong các cái siêu thị. Giá thì rất rẻ các bạn ạ. Và nguyên liệu cuối cùng là một ít muối trắng. Đây chính là 4 nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải sơ chế 2 lá nha đam này. Sơ chế nha đam ở đây tức là chúng ta sẽ bóc tách cái phần vỏ của nó bỏ đi. Bởi vì cái phần vỏ này có rất nhiều nhựa và dễ gây kích ứng. Chúng ta chỉ sử dụng cái phần thịt nha đam bên trong mà thôi. Có rất nhiều cách để chúng ta lấy cái phần thịt nha đam ở bên trong. Đối với mình thì mình hay sử dụng cái phương pháp thứ nhất là mình sẽ đem gọt bỏ hai cái phần gai bên ngoài. Cái phần gai ở hai bên của lá nha đam đi. Sau đó thì mình sẽ gọt tiếp cái phần vỏ ở bên ngoài đi. Các bạn cũng có thể sử dụng cùi thìa để chúng ta nạo cái phần ruột ở bên trong. Tùy bạn nào muốn làm theo phương pháp nào cũng được. Như vậy là chỉ trong ít phút mình đã làm xong cái phần thịt của nha đam rồi. Cũng rất nhanh phải không các bạn? Đây chính là hai cái phần thịt nha đam mà mình đã lấy được. Tuy nhiên chúng ta chưa sử dụng luôn đâu các bạn nhé. Lúc này các bạn cần chuẩn bị cho mình một bát nước sạch và chúng ta sẽ cho một chút cái muối trắng mà chúng ta đã chuẩn bị vào đây. Bạn hòa cho muối trắng tan vào nước. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái phần thịt nha đam chúng ta vừa thu được vào trong cái bát nước này. Và bạn hãy rửa sạch đi để đảm bảo rằng toàn bộ cái phần nhựa bên ngoài sẽ không còn. Như thế da chúng ta sẽ không bị kích ứng. Đây chính là phần thịt nha đam mà chúng ta đã sơ chế xong các bạn nhé. Với phần thịt nha đam này sau khi sơ chế xong thì chúng ta sẽ đem cắt thành các cái miếng nhỏ. Tiếp theo các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cối xay sinh tố và chúng ta sẽ bỏ cái phần thịt nha đam đã cắt nhỏ vào đây. Đồng thời chúng ta cũng bỏ cái phần bột yến mạch mà chúng ta đã chuẩn bị vào. Các bạn có thể cho khoảng tầm 3 đến 4 thìa bột yến mạch. Và giờ chúng ta sẽ đem xay.
Các bạn để nguyên hai nguyên liệu như thế này xay, đừng cho thêm nước nhé. Và đây chính là sản phẩm mà mình đã xay xong. Mình sẽ đổ sản phẩm này ra cho các bạn xem. Đây chính là bột yến mạch và nha đam xay nhuyễn. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ cho nguyên liệu cuối cùng, đó là chanh tươi vào. Bạn hãy cắt và lấy cái phần cốt của nửa quả chanh cho vào bát hỗn hợp của chúng ta. Cuối cùng thì đến lúc này bạn chỉ việc đánh thật đều tay cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là được. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Như vậy là cũng rất nhanh phải không các bạn? Chỉ trong ít phút là chúng ta đã xong rồi. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này làm trắng da toàn thân như sau. Bước đầu tiên các bạn hãy tắm sạch sẽ toàn thân bằng sữa tắm như bình thường. Trong cái giai đoạn tắm đầu tiên này thì các bạn nên sử dụng nước ấm để chúng ta tắm. Bởi vì khi chúng ta tắm bằng nước ấm như vậy thì các cái lỗ nang lông trên toàn bộ cơ thể chúng ta sẽ giãn nở hết ra. Và khi chúng ta đắp mặt nạ thì các cái dưỡng chất ở trong mặt nạ sẽ được thẩm thấu vào nhiều nhất. Sau khi mà chúng ta đã tắm bằng nước ấm xong thì bạn hãy sử dụng hỗn hợp mà chúng ta vừa làm. Bạn thoa nhẹ nhàng lên toàn bộ cơ thể. Sau khi thoa xong thì bạn hãy sử dụng đầu ngón tay của mình massage kỹ hơn một chút ở những cái vùng da mà sẫm màu hơn, ví dụ như là đầu gối hoặc là khuỷu tay chẳng hạn. Sau khi mà massage xong thì bạn hãy lưu lại hỗn hợp trên toàn thân khoảng 30 phút. Sau 30 phút này thì bạn hãy tắm lại bằng nước mát là xong. Bạn biết không, ngay sau lần áp dụng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Da của bạn có đen, có nhiều khuyết điểm đến mấy cũng sẽ trở nên trắng sáng hơn rất nhiều. Và nếu như bạn kiên trì áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần trên tuần thì bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng nõn nà, ai nhìn cũng phải mê. Còn chần chừ gì nữa, bạn hãy áp dụng ngay hôm nay để có thể tự tin tỏa sáng với làn da trắng mịn như Barbie bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.